Thưa quý vị, trước tình trạng Đồng Nai xuất hiện những trường hợp tử vong do bị chó cắn, để tăng cường phòng chống bệnh dại, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, thành phố Biên Hòa đã thực hiện tuyên truyền, vận động người dân đề cao cảnh giác, tiêm phòng đầy đủ vaccine cho vật nuôi, hạn chế tình trạng thương vong xảy ra, ghi nhận của phóng viên. Đầu năm 2023, thành phố Biên Hòa đã triển khai chiến dịch tiêm ngừa vaccine phòng bệnh dại diện rộng cho hơn 21.000 con trên toàn địa bàn, tạo miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, bệnh dại vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ gây nguy hiểm ở người và vật nuôi. Vì vậy, để phòng ngừa cấp bách, các hộ gia đình, đặc biệt là những trường hợp không tham gia trong đợt tiêm ngừa của thành phố, cần kiểm tra thời hạn và đưa vật nuôi chó mèo đến các cơ sở thú y để thực hiện tiêm ngừa đầy đủ. Có những trường hợp chó dại cắn chết người rất là nhiều, nên là mình cũng rất là lo lắng. Nên là mình bắt buộc mình phải tiêm phòng dại. Nhưng mà chi phí nó không có cao, mình không phải đáng để mình lo nghĩ. Mà cái đó nó tốt cho sức khỏe của cún nữa. Hiện nay các phòng khám bệnh viện đa khoa thú y được trải khắp 30 phường xã. Các cơ sở đều có trang thiết bị chuyên dụng, bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu và vật nuôi. Chi phí mỗi mũi tiêm phòng bệnh dại ở đàn chó mèo là 50.000 đồng. Đây được xem là những điều kiện thuận lợi để khuyến khích người dân đến tiêm ngừa cho chó mèo để tạo miễn dịch an toàn. Hiện tại thì hệ thống phòng khám Pet Home đang nhập vaccine từ trạm vật tư thú y của thành phố Biên Hòa. Quá trình giao nhận vaccine thì phòng khám sẽ kiểm tra lại nhiệt độ, đảm bảo thì mới nhận vaccine. Hiện tại là các bác sĩ ở đây đều có trình độ đại học trở lên, do đó là các bác sĩ hiểu rất rõ về lịch trình chủng ngừa, nguy cơ về dịch bệnh và độ bảo hộ của vaccine để tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất. Thì ở đây mình cũng có hướng dẫn về cái cách nuôi dưỡng, chăm sóc rồi cách nhốt chuồng như thế nào để không có tạo stress cho chó mèo, rồi hướng dẫn về cái cách mà chăm rọ mõm nè, khi đi ra ngoài đường để nó không có, nó vui vẻ mà nó không có bị kích động, rồi cách quản lý đàn để tránh cái tình trạng mà số lượng đàn chó hoặc mèo nhân lên nhiều quá thì người dân nuôi không nổi thì họ lại bỏ ra ngoài môi trường sống. Vaccine phòng chống bệnh dại ở đàn vật nuôi là chó mèo hiện được các cơ sở phòng khám nhập về từ chi cục chăn nuôi thú y tỉnh hoặc trạm chăn nuôi và thú y thành phố Biên Hòa, đảm bảo điều kiện nhiệt độ phù hợp. Vì vậy, về chất lượng và hàng sử dụng vaccine đều khá tốt. Qua đó, đối với vật nuôi chó mèo, các phường cũng tích cực vận động các hộ dân thực hiện rọ mõm và có người trông dắt, tuyên truyền về tính nguy hiểm, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại, biện pháp, các quy định của pháp luật về phòng chống bệnh dại hiệu quả.